Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ qua đi, nay được đền đáp, vàng xuân chói lóa, vận trình được quý nhân trợ lực, người thân giúp sức, việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, tài vận bất ngờ thăng hoa, đổi đời như ý. Đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, được lộc bề trên, làm đâu thắng đó, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng nhét, chật két, nếu như biết được bí mật này. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn không dễ dàng, vô vàn thử thách trông gai, muôn trùng khó khăn mỏi mệt, sẽ có lắm lúc tiền ta không có, mà tình ta cũng không một người ở bên, sẽ có lắm lúc ta hoài nghi về nhân sinh, chán nản nhìn phía trước, sẽ có lắm lúc ta như ở đáy sâu của dòng đời trôi nổi, ngày mai thả hồn đi lạc lối, gặp khó rồi chán nản là tâm lý thường thấy của con người. Bước sang tháng mới, ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, công việc thuận lợi, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc, không ốm đau bệnh tật gì, tuy không được giàu có về tiền bạc vật chất như bao người, thì cũng dư giả đủ đầy. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ chia sẻ đến quý anh chị tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 biết đến một bí mật cực lớn về sự thay đổi trong vận trình của mình trong tháng 1 âm lịch tới đây. Nếu theo dõi hết vận trình và có hướng đi đúng đắn, thì chắc chắn quý vị sẽ có của ăn của để, sống giàu sang hạnh phúc. Dù trước đây có vất vả khó khăn nợ nần bao nhiêu, thì bước vào tháng 1 âm này cũng sẽ là lúc cho bản mệnh rũ bỏ được sạch những điều khó khăn vận hạn đó. Và không để cho quý vị đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video sau quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, ở độ tuổi này con người đặc biệt dễ mắc phải một tâm lý kỳ lạ mà chúng ta gọi là khủng hoảng giữa cuộc đời. Nhiều người có cảm giác này khi đến một độ tuổi nào đó. Họ bắt đầu thu mình lại và cố gắng vượt qua những nút thắt cổ chai, nhưng họ không thể làm gì được. Tại sao mọi người trở nên lo lắng khi họ bước vào tuổi trung niên? Trung niên đã trở thành trụ cột của xã hội và gia đình, thì lúc nào cũng phải vững vàng, vì sợ sẽ sa ngã kéo theo cả gia đình. Có lẽ chính vì suy nghĩ như vậy mà người trung niên nói chung cảm thấy rất nhiều gánh nặng, không biết làm cách nào để cải thiện tâm lý tồi tệ này và vượt qua những nút thắt hiện tại. Thực ra, khi bước sang tuổi trung niên, nên duy trì thái độ tự giác và làm nhiều phép trừ trong cuộc sống, đừng bao giờ làm những điều này mà chuốc thêm phiền phức vào đời. Thứ nhất, tránh ngồi lê đôi mách và giữ mồm giữ miệng. Không những không nên đàm tiếu chuyện của người khác mà còn là chuyện gia đình của chính mình, cũng không nên nói chuyện với người khác. Nếu bạn nói với người khác về tất cả những vấn đề mà bạn gặp phải trong cuộc sống, thay vì đồng cảm với bạn, người khác sẽ nghĩ bạn là một kẻ bất tài. Thứ hai, giữ khoảng cách với người khác phái. Khi mọi người ở độ tuổi trung niên, họ nên ý thức hơn về tỷ lệ. Mặc dù nhiều người trung niên khi đến một độ tuổi nào đó luôn sẵn sàng say nắng, nhưng khuyên bạn, không có tình yêu đích thực ngoài hôn nhân, bạn phải loại bỏ ý nghĩ kinh khủng này ra khỏi đầu. Những người ở độ tuổi trung niên, cả nam và nữ nên đặt gia đình lên hàng đầu và không nên lúc nào cũng nghĩ đến người thứ ba. Thứ ba, tạm biệt những thói quen xấu. Khi đến tuổi trung niên, người ta phải thừa nhận rằng cơ thể đã bắt đầu xuống dốc và nhiều vấn đề mà khi còn trẻ không để ý đến sẽ dần dần được tìm ra. Khi bước vào độ tuổi trung niên, cơ thể bạn bắt đầu không còn tốt như khi còn trẻ,
Đây là điều chắc chắn và bạn cũng nên chấp nhận sự thật này. Vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên, bạn phải bỏ những thói quen xấu trong cuộc sống. Tốt nhất là hình thành những thói quen sống lành mạnh hơn, dù bận rộn hay mệt mỏi trong công việc. Bạn hãy chú ý nghỉ ngơi, nếu không bạn sẽ suy sụp và gia đình mà bạn dày công gây dựng cũng sẽ sụp đổ theo. Thứ tư, đừng sống không có mục tiêu. Khi một người đến một độ tuổi nhất định, anh ta nên hiểu mình muốn sống kiểu gì và sống như thế nào. Nếu một người trung niên vẫn như một thanh niên, thậm chí không biết đến mục tiêu thì quả thật là điều đáng buồn. Là người trung niên hãy thích nghi với cuộc sống và chấp nhận thân phận hiện tại của mình. Trước tiên, ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Một trong những điều đặc biệt làm nên thương hiệu của người tuổi Dậu đó là khả năng quan sát nhạy bén, giỏi nhìn thấu tâm can người khác. Bất kể đối mặt với tình huống nào, họ đều có khả năng tìm ra cách ứng phó một cách thông minh và hiệu quả. Trong 12 con giáp, gà được coi là loài động vật nhạy cảm với ánh sáng mặt trời nhất. Vì vậy, người tuổi Dậu cũng được trang bị sự thông minh, nhanh trí, niềm đam mê học hỏi và tinh thần cạnh tranh. Đồng thời, họ còn có trái tim ấm áp, sẵn sàng chống lại bất công và bảo vệ người thân yêu. Tuy nhiên, không ít người sinh vào năm Dậu lại không thể duy trì điều này mà thường bị chi phối bởi tính cố chấp, bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cả công việc và tình duyên. So với những tuổi khác, người sinh năm Dậu có một loại năng lực tiên đoán mà hiếm khi ai có thể sánh bằng. Đúng hơn, loại năng lực này là khả năng nhìn xa trông rộng, quan sát nhạy bén và nắm bắt tâm lý người khác một cách sâu sắc. Tầm nhìn này có thể giúp họ đạt được nhiều thành tựu lớn nếu biết cách khai thác một cách chính xác và trong thời gian thích hợp. Có lẽ chính vì điều này, họ thường mang một vẻ tự tin và tính kiêu hãnh. Tuy nhiên, dưới vẻ bề ngoài đó, họ luôn có khả năng giữ vững tâm thế bên trong, đồng thuận lợi đạt được thành công. Sự khôn ngoan của tuổi Dậu thể hiện ở chỗ họ thường sử dụng những phẩm chất tích cực khác để bù đắp cho những điểm yếu của mình. Mặc dù điều này đã trở thành đặc điểm nổi tiếng của những người tuổi Dậu, nhưng không phải ai cũng sở hữu phẩm chất này. Về cơ bản, tuổi Dậu mang hai kiểu tính cách, một là nóng nảy và thích thảo luận, còn một khía cạnh khác là sâu sắc và tinh tế trong việc nhạy bén nắm bắt tâm trạng của đối phương. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với một khía cạnh tiêu cực của tính cách khi họ thường thích gây gổ với người khác. Tình trạng này thường xuất phát từ việc họ muốn thể hiện tri thức và kiến thức sâu rộng của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người đối diện. Người tuổi Dậu có bản chất đầy nhiệt huyết trong cách họ tham gia vào cuộc sống xã hội. Họ tỏ ra năng động, sẵn sàng bàn luận về mọi vấn đề mọi lúc và thúc đẩy sự tranh luận, thậm chí còn khiến họ phấn khích hơn. Họ thường thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, hy vọng rằng mọi người sẽ tôn trọng và ủng hộ quan điểm của họ. Nếu ai muốn khẩu chiến bằng lý lẽ với họ về một vấn đề, thường sẽ gặp khó khăn vì người tuổi Dậu thường dễ dàng rơi vào việc phê phán quá mức. Ngoài ra, người sinh vào năm Dậu còn sở hữu trí tưởng tượng phong phú và óc sáng tạo. Họ luôn nghĩ ra những sáng kiến hay ý tưởng độc đáo nào đó. Tất cả những điều này giúp họ giải quyết thành công các vấn đề phức tạp, trí tưởng tượng đa dạng và sự sáng tạo phong phú. Họ thường mang tới những ý tưởng và khái niệm độc đáo, giúp họ khéo léo giải quyết những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi họ có thể bị lạc hướng hoặc phản ứng quá mức. Hành động như vậy thường xuyên sẽ làm cho vấn đề tồi tệ hơn, thậm chí là phá hỏng các mối quan hệ mà họ đã tận tâm xây dựng. Tài năng quan sát cùng với hoài bão lớn về cuộc sống là điều tạo nên bản chất của họ. Mặc dù, sau khi trải qua thất bại, sự thất vọng có thể làm họ mất niềm tin trong một thời gian. Tính cách của người tuổi Dậu thường không thích dựa dẫm vào người khác và họ luôn giữ thái độ thẳng thắn. Tính độc lập cũng là một đặc điểm đáng quý của những người thuộc tuổi Dậu. Những người sinh vào năm Dậu thường có tinh thần độc lập và ưa tự quyết định về cuộc sống của mình. Họ mang trong mình ý thức vững chắc về giá trị bản thân và lòng tự trọng, không muốn người khác can thiệp hay chỉ dạy họ. Tuổi Dậu thích lập kế hoạch mọi thứ một cách cẩn thận, thay vì tập trung vào những vấn đề ngay trước mắt như nhiều người khác. Khả năng này đúng là đáng ngưỡng mộ đối với những người khác. Tuy nhiên, với những người tuổi Dậu, điều này không phải lúc nào cũng mang tính tích cực, vì như đã đề cập, họ không thể chấp nhận việc bị người khác chi phối hoặc can thiệp vào cuộc sống của mình, bởi dù sao đằng sau sự độc lập đó là trái tim mềm yếu cũng dễ bị tổn thương và họ đã quen gánh vác những vụn vặt của cuộc đời một mình. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng tạo sự gắn kết hoặc hòa hợp với người tuổi Dậu, điều này có thể tạo ra khoảng cách lớn giữa hai bạn. Tuy nhiên, may mắn là mối quan hệ của bạn với người tuổi Dậu không phải lúc nào cũng bị cản trở bởi khoảng cách này. Miễn là bạn có sự kiên nhẫn và tôn trọng đối tác của mình và sẵn sàng học hỏi từ họ, bạn sẽ chiếm được sự tin tưởng của người tuổi Dậu thành công. Đánh giá tổng quan vận trình tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi khoa học nhận định,
Người tuổi Tân Dậu khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu tiên của năm mới. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, có lẽ bạn vẫn còn ham vui chơi, trưng diện nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính của mình. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh không duy trì được hứng thú của mình, có thể khi mới bắt tay vào công việc, bạn rất nhiệt tình, hăng hái, nhưng lại thường xuyên bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng, thậm chí làm phiền người khác phải giải quyết hậu quả giúp mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn không chỉ khiến thành tích của bản thân sụt giảm, mà còn đánh mất niềm tin của người khác, gây ảnh hưởng tới sự phát triển tương lai. Phương diện tài lộc cũng không có nhiều biến động, bởi bạn chưa lập ra được những đường hướng phát triển cụ thể. Bạn thường chạy theo người này, người khác mà không đánh giá đúng năng lực của mình, để đến khi gặp khó khăn thì lại chán nản bỏ dở. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Tân Dậu âm lịch thấy rằng, hung tinh tiểu hao xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bạn dễ tiêu tốn tiền vào những mục đích vui chơi, mua sắm không thực sự cần thiết, khiến túi tiền nhanh chóng cạn kiệt. Trong chuyện tình cảm, người độc thân chú ý đến ngoại hình và chịu mở rộng các mối quan hệ nên nhận được sự quan tâm yêu mến của khá nhiều người. Song bạn cần nhắc nhở bản thân chân thành với mọi người, chớ nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay gây tổn thương cho người khác. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và nửa kia có vẻ lạnh nhạt, cần kịp thời hâm nóng tình cảm. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 1 âm lịch. Người tuổi Tân Dậu ít có khả năng đạt được những bước tiến vượt bậc trên phương diện sự nghiệp vào đầu năm 2024 này. Có lẽ bạn cần nhắc nhở mình tập trung hơn vào nhiệm vụ, tránh để không khí ăn chơi, lễ hội gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Nguyệt lệnh mộc dục đem tới ảnh hưởng lớn tới tinh thần của bản mệnh. Thời điểm này, bạn thích hưởng thụ, nghỉ ngơi hơn là bắt tay vào công việc. Cho dù mọi người xung quanh đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, thì bạn vẫn có vẻ khá nhởn nhơ. Bản mệnh Tân Dậu cũng cần nhắc nhở mình kiên trì hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, chớ hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản, bỏ dở giữa chừng. Khi đưa ra quyết định, bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ càng các mặt khó khăn và thuận lợi, đừng nông nổi khiến bản thân vướng phải rắc rối không đáng có. Nếu cảm thấy băn khoăn, mông lung về con đường tương lai, bạn cũng có thể tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Thiên hình là hung tinh còn gây ảnh hưởng xấu đến bản mệnh, nhất là ở những người quyền cao chức trọng hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình công tác. Bản mệnh vốn là người giỏi giang bản lĩnh, nhưng lại thường xuyên kiêu ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn, không nghe theo lời góp ý, khuyên nhủ của người khác. Bạn cần nhắc nhở mình cân nhắc kỹ càng hơn khi làm việc, tránh để xảy ra thị phi rắc rối. Xét phương diện tài lộc tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, vận trình tài lộc của người tuổi Tân Dậu có dấu hiệu dậm chân tại chỗ trong khoảng thời gian này. Bạn khó đạt được thành công như người khác, một phần cũng bởi cái tính cả thèm chóng chán, không kiên trì khi gặp phải khó khăn, thách thức. Nguyệt lệnh mộc dục khiến bản mệnh chỉ hăng hái làm việc trong khoảng thời gian đầu tiên sau Tết, khi mới bắt tay vào công việc. Sau đó, những việc lặp đi lặp lại khiến bạn cảm thấy chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng, hoặc có làm thì cũng làm một cách đối phó cho xong. Chính vì vậy mà đồng tiền chảy vào túi của bạn khá nhỏ giọt. Những người trẻ tuổi còn ít kinh nghiệm làm ăn nên nhân thời điểm này học hỏi thêm những kiến thức cần thiết, không nên vội vã bắt chước theo người này, người khác mà rơi vào cảnh thua lỗ. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để tiếp thu kinh nghiệm từ những người đi trước, đồng thời nhờ đối phương định hướng cho mình. Bởi nếu không bạn rất dễ lạc mất phương hướng của mình, lại thêm tác động của tiểu hao, đồng tiền chảy vào túi bạn đã nhỏ giọt, lại phải tốn quá nhiều cho chuyện chi tiêu. Bản mệnh cần tự nhắc nhở bản thân nên tiết kiệm hơn, tránh phung phí cho những công việc không thực sự cần thiết. Khi đồng tiền eo hẹp, bạn nên hạn chế ăn chơi, trưng diện, chạy theo xu thế mua sắm bên ngoài hoặc tham gia vào quá nhiều các hoạt động vui chơi ngày Tết. Người làm đầu tư kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc mở rộng làm ăn, tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định. Xét phương diện tình duyên tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 1 âm lịch. Tháng đầu tiên của năm mới, chuyện tình cảm của con giáp này tiến triển theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực chủ yếu dựa vào cách hành xử của bạn. Ngay từ những ngày đầu năm, người độc thân được mộc dục chiếu mệnh nên đã biết cách quan tâm hơn đến ngoại hình và phong thái của mình. Từ đó nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới hơn. Khi được mọi người yêu mến, bạn cũng nên đối xử với mọi người một cách chân thành, có như vậy thì tình cảm mới có thể lâu bền. Con giáp này cần hết sức tránh bản tính phong lưu, đa tình, giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người một lúc, thái độ vui chơi qua đường. Bắt cá hai tay sẽ khiến những người thật lòng với bạn bị tổn thương, khiến hình ảnh của bạn cũng trở nên xấu hơn trong mắt mọi người.
người đã lập gia đình phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Dù là thời điểm đầu năm, nhưng các cặp đôi vẫn khó tránh khỏi chuyện mâu thuẫn, cãi vã. Hai người hãy tự nhắc nhở nhau rằng, một điều nhịn là chín điều lành, đôi bên không nên quá so đo, tính toán với nhau, đặc biệt là khi Tết nhất, cần giữ cho bầu không khí gia đình được êm ấm, thì sau đó mới gặt hái được nhiều điều may mắn. Bản mệnh cũng có thể nhân thời điểm năm mới để có cách hâm nóng cảm xúc cho đôi bên, ví dụ như đi du xuân, thăm nom họ hàng. Tin rằng những hoạt động này có thể giúp cho quan hệ đôi bên trở nên khăng khít hơn, bạn và người ấy sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp. Xét phương diện sức khỏe tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tháng 1 năm 2024, tuổi Tân Dậu âm lịch chỉ ra rằng tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Dậu khá tốt trong khoảng thời gian này, với tinh thần vui vẻ, hăng hái, bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc hoặc hoạt động nào. Tuy nhiên, bạn nên tự nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, không nên thức quá khuya, cũng như không nên ăn quá nhiều món ăn nhiều dầu mỡ. Dù đang là Tết nhất, nhưng nếu không chú ý bạn vẫn rất dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hóa trong quá trình tham gia giao thông. Bạn cần giữ cho đầu óc mình luôn tỉnh táo, đặc biệt không lái xe sau khi uống rượu để tránh những sự cố đáng tiếc gây ảnh hưởng đến chính bản thân và người khác. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xem tử vi tuần 1 tháng 1 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên của 12 con giáp báo hiệu rằng tuần này hung vận khá lớn và nuốt chửng hết những may mắn mà con giáp này có thể có được. Đường tình duyên ảm đạm, có thể sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ tình cảm của bản mệnh, khiến cho hai người khó có thể hàn gắn được. Thực thần cho biết tuổi Tân Dậu có thể sẽ gặp được cơ hội làm ăn lớn và thay đổi hoàn toàn vị thế của mình về tiền bạc. Cả người làm công ăn lương và người kinh doanh buôn bán đều có được tài lộc đầy mình. Có lẽ đây cũng chính là điểm sáng nhất trong tuần của những chú gà. Không khí trùng xuống khi nhắc đến vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh, thiên hình khiến cho bản mệnh không giữ được bình tĩnh mà có thể sẽ nổi nóng, mất kiểm soát vì những chuyện không xứng đáng. Để rồi cuối cùng không thể hoàn thành công việc đúng như mong đợi, có lẽ bản mệnh cần phải bình tâm hơn một chút. Nếu bạn muốn thay đổi tình cảm hiện tại thì có thể xin nghỉ phép vài ngày. Để tình trạng được tốt hơn, cuối tuần bạn có thể nhìn lại một chút về công việc để giảm thiểu bớt khả năng sai sót, bảo vệ cho những gì mình vất vả mới giành lấy được. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Tân Dậu nhận thấy, tuần này có sự xuất hiện của dịch mã động tinh, cảnh báo bản mệnh sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, thậm chí phải bỏ thêm nhiều công sức mới có thể có được thứ mình muốn, công việc mới tiến triển tốt. Đầu tuần có cả thiên tài và chính tài cùng trợ mệnh, nhờ thế mà người tuổi Tân Dậu tuần này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Khi mà tiền hết rồi lại có, duy chỉ có thời điểm cuối tuần, số tiền bạc chi tiêu ra quá lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của người tuổi Dậu đó. Xét về đường tình duyên thì tuần này mọi thứ khá ảm đạm, dù ngoài trời kia nắng vàng rực rỡ, thì sâu trong lòng tuổi Tân Dậu vẫn là những nỗi đau chẳng thể nói thành lời, khi mà quá khứ tạo ra quá nhiều rào cản để bản mệnh có thể bước chân đến hạnh phúc. Người đã có đôi nên dành thêm thời gian dành cho gia đình của mình, công việc bận rộn phải đi lại nhiều. Bạn đi làm khi mọi người còn chưa thức giấc và về khi trời đã tối chẳng hạn. Đừng một mình chịu đựng mà hãy chia sẻ thêm với mọi người nếu một nửa của bạn không thể chịu được sự nặng nề của câu chuyện bạn đang giữ trong lòng. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Người tuổi Tân Dậu trong tử vi tuần mới này có lẽ sẽ không được may mắn cho lắm khi mà hung vận quá lớn đang bao trùm lên vận trình của con giáp này. Chuyện tình cảm là điểm yếu của tuổi Tân Dậu trong khoảng thời gian tới, khi mà bạn và người ấy có những mâu thuẫn khó có thể giải quyết được, khiến cho tâm trạng của bản mệnh luôn trong tình trạng xấu. Thiên Nguyệt hung tinh xuất hiện cảnh báo rằng bạn cần phải nhanh chóng vượt qua giai đoạn này, tìm cách giải quyết những mâu thuẫn trong mối quan hệ. Nếu không về lâu về dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, gây ra nhiều bệnh tật, mà thường thì tâm bệnh có sức công phá cũng chẳng kém gì các loại bệnh tật về thể chất khác. Điểm sáng trong tuần có thể sẽ khiến cho tuổi Tân Dậu cảm thấy dễ chịu hơn, đó là túi tiền của bản mệnh sẽ luôn đầy ắp trong khoảng thời gian này. Tử vi năm 2024 cho thấy, chính tài và thiên tài cùng hợp sức lại lôi kéo tài lộc, giúp cho người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có một tuần khởi sắc về tài lộc. Công việc của bản mệnh thì không được suôn sẻ như vậy, tỷ kiên mang đến những biến chuyển khá lớn, có thể nói, thành hay bại trong công việc tuần này đều phụ thuộc vào chính bản thân tuổi Tân Dậu. Nếu con giáp này cân bằng được cảm xúc và lý trí để đưa ra quyết định đúng đắn cho mình, thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Tử vi tuần mới của người tuổi Tân Dậu cho thấy,
bản mệnh trong khoảng thời gian này cần thận trọng bởi bạch hổ hung tinh đang có âm mưu, khiến cho con giáp này dễ gặp phải tai nạn hay họa huyết quang. Dù có chuyện gì xảy ra thì sức khỏe và tính mạng vẫn là quan trọng nhất, đừng bao giờ quên điều đó. Có thể tình yêu mới là thứ khiến bạn thấy chán nản và thất vọng nhất trong khoảng thời gian này, chứ không phải chuyện an nguy của bản thân, dành cho người ấy rất nhiều tình cảm. Tuổi Tân Dậu cũng mong muốn rằng tình yêu của mình kết thúc có hậu, chứ không phải mãi mãi chỉ là tình đơn phương, không có được điều mình muốn. Con giáp này tưởng chừng chẳng còn gì là quan trọng nữa. Tinh thần làm việc sa sút cũng bởi chuyện tình cảm, khiến cho tâm trạng tuổi Tân Dậu không vui. Thương quan cho thấy bản mệnh thiếu tập trung vào công việc, thay vào đó bản mệnh dành thời gian nhiều hơn cho những việc riêng tư. Cũng may cho con giáp này khi mà tinh thần suy sụp như thế, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến vận trình tài lộc, mọi thứ đã vào guồng. Dòng tiền vẫn không ngừng chảy vào túi con giáp này. Có điều, cuối tuần mọi chuyện sẽ không bình an như vậy, khi kiếp tài nhúng tay vào và xúi dục bản mệnh mua sắm quên sầu. Thưa quý anh chị tuổi Tân Dậu 1981 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí. May mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Tân Dậu nên chọn người có ngũ hành, thiên can địa chi, tương sinh với tuổi Tân Dậu. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Tân Dậu nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Tân Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956, Khá, Kỷ Tỵ 1989, Khá, Kỷ Sửu 1949, Khá, Kỷ Hợi 1959, Khá, Ất Tỵ 1965, Khá, Nhâm Tý 1972, Khá, Canh Thân 1980, Khá, Bính Dần 1986, Khá, Mậu Tý 1948, Trung Bình, Giáp Thân 1944, Trung Bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Tân Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Đinh Mùi 1967, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Bính Tuất 1946, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Canh Ngọ 1990, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Kỷ Mão 1999, xấu, Tân Tỵ 2001, xấu. Anh chị Tân Dậu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu,
Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, sai lầm của hầu hết những người tự cho mình là thông minh đó là đuổi theo cuộc sống không hoàn hảo. Họ không hiểu rằng đó là cái bẫy họ tự tạo ra khiến họ luôn cảm thấy thất vọng về chính con người mình. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện cuộc sống không hoàn hảo. Ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống hoàn hảo. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước. Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng, con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là, khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại,
Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình. Cô bé cảm thấy thật sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều. Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua, rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to, thế là cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường. Cuộc sống cũng y như vậy, chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội. Cuộc sống không có sự hoàn hảo và dù bất cứ việc gì chúng ta đều có thể làm tốt hơn thêm nữa. Điều này mang tới cơ hội cho cuộc sống không ngừng tiến bộ, đạt được những thay đổi vượt bậc mà loài người chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Vì thế, sự học hỏi chưa bao giờ có giới hạn, chỉ là bạn tự giới hạn bản thân trong những kiến thức nhỏ hẹp mà thôi. Nên nhớ rằng trên mọi nẻo đường của cuộc sống này đều ẩn chứa những bài học rất hữu ích. Nếu chúng ta còn hiện hữu thì chúng ta sẽ phải học hỏi liên tục. Đừng ngại điều gì mình chưa biết, chưa hiểu, phải qua quá trình trải nghiệm những thử thách và sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành. Thất bại cũng góp một phần quan trọng trong quá trình đó. Thất bại cũng là một yếu tố quyết định sự trưởng thành của bạn. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra được, thì một bài học sẽ tiếp tục đến với bạn dưới nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, cho đến khi bạn thấu hiểu được. Khi bạn đã thấu hiểu, bạn sẽ được tiếp tục chuyển sang bài học mới. Vậy đấy, cuộc sống này không hoàn hảo. Thế nhưng những người tự cho mình rằng thông minh, hiểu biết hơn người lại chẳng thể nhận ra điều này. Đó là lý do nhiều người đã bị trầm cảm, điên, thậm chí tự tử chỉ vì một thất bại nào đó của bản thân không thể bước qua. Những người cầu toàn, theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, thường đặt ra những tiêu chuẩn tuyệt đối với mọi việc. Sự nghiêm khắc với bản thân có thể khiến họ làm việc hiệu quả hơn. Nhưng nếu đi đến cực đoan, nó có thể âm thầm phá hủy cuộc đời bạn. Đã đến lúc bạn phải xem điều này là tất nhiên để luôn có thái độ cầu tiến, khiêm nhường hơn. Biết mình không hoàn hảo nên ta tìm cách bù đắp những thiếu sót, cuộc sống vì thế mà ý nghĩa hơn. Sự thực thì chủ nghĩa hoàn hảo bắt đầu từ vấn đề về cái tôi, họ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Bởi vì họ đã được lập trình trong tư duy luôn gánh trên vai những gì người khác sẽ nghĩ về mình. Họ lo lắng bị người khác đánh giá tiêu cực nếu có một việc không đi theo tiêu chuẩn. Nếu bạn còn tự hào vì mình thích sự hoàn hảo thì cũng không có gì sai. Chỉ cần cố gắng hướng tới sự hoàn hảo nhất có thể, chứ không nên ép bản thân phải thật hoàn hảo, vì điều này không có thực. Cuộc sống này có những điều ta nên chấp nhận thay vì chống đối. Khi ta biết chính mình cũng đầy khiếm khuyết, ta mới dễ dàng tha thứ cho người khác hơn. Vì ta cũng như họ, cũng đang trên hành trình hoàn thiện bản thân mà thôi. Thay vì chỉ trích, chúng ta giúp nhau cùng hoàn thiện. Đừng nghĩ rằng ta cười chê sự sai lầm của ai đó là thể hiện rằng ta hiểu biết hơn, ta xuất sắc hơn ai đó. Điều này chỉ phản ánh rằng bạn càng thiếu sót mà thôi. Chỉ những người thiếu hiểu biết mới sợ rằng bản thân mình sai sót. Những người có sức mạnh từ bên trong hiểu rằng ta luôn có những thiếu sót và đang tìm cách sửa chữa, thì đâu có điều gì đáng sợ. Vì thế, dù ai đó có nói ra hay chỉ trích ta vì điều đó, thì đơn giản là họ chẳng hiểu ta mà thôi. Chỉ khi biết thừa nhận thiếu sót, ta cũng nhận ra rằng một mình sẽ chẳng làm được gì to tát cả, vì không thể luôn đúng nên phải kết hợp sức mạnh của nhiều người mới mong có được thành công. Dù bạn xuất sắc nhất thì cũng không bằng sức mạnh của nhiều người cộng lại. Vì thế, điều quan trọng là biết cách hợp tác, kết hợp ưu điểm và bổ sung khuyết điểm của nhau. Đó mới là quy định khôn ngoan nhất đời. Còn những người thường tự cho mình là nhất, là hoàn hảo, sẽ thường bị ám ảnh lâu dài bởi sự thất bại hay sai lầm. Điều này khiến họ trở nên thiếu quyết đoán và thường xuyên gặp nhiều thất bại. Những người này cũng thường kém năng động và ít động lực bởi vì họ thường xuyên cảm thấy tội lỗi và đi cùng đó là sự xấu hổ không tự tin vào bản thân. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.